Thưa quý vị và các bạn. Ở nước ta hiện nay, bên cạnh lối sống vì con người, vì cộng đồng xã hội được ví như những đóa hoa tỏa ngát hương thơm làm đẹp cho đời thì vẫn còn một bộ phận người có lối sống tiêu cực gây hại cho cách mạng và xã hội. Đó là lối sống thực dụng. Điều này đã được nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 cảnh báo có một bộ phận cán bộ đảng viên mang biểu hiện cá nhân chủ nghĩa, sống ích kỷ thực dụng, cơ hội, vụ lợi, chỉ lo thu vén cá nhân, không quan tâm đến lợi ích tập thể. Trong phần đầu của chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn đến với nội dung bài viết của tác giả Chu Xuân Đại Thắng đăng trên báo Quân đội Nhân dân điện tử có tiêu đề Đấu tranh đẩy lùi lối sống thực dụng trong một bộ phận cán bộ đảng viên. Trong hơn 9 thập niên lãnh đạo sự nghiệp cách mạng, Đảng ta đã giáo dục, rèn luyện một lớp thế hệ cán bộ đảng viên kiên trung, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết. Những tình cảm trách nhiệm vì dân vì nước vẫn được phần đông cán bộ đảng viên giữ gìn, phát huy trong thời đại mới. Tuy nhiên, những năm qua cũng đã xuất hiện một bộ phận cán bộ đảng viên có lối sống thực dụng một trong những biểu hiện dễ thấy của người cán bộ đảng viên có lối sống này là sống vị kỷ xem lợi ích của mình là tối thượng miễn là mình béo mặc thiên hạ gầy những người này thường vui trước thiên hạ lo sau thiên hạ họ luôn tìm mọi cách thu vén thậm chí tranh đoạt lợi ích cho riêng mình bất chấp việc đó có ảnh hưởng đến người khác và tập thể hay không cán bộ đảng viên có lối sống thực dụng thường có tham vọng rất lớn Hám công danh địa vị, họ tìm mọi cách để đạt được mục tiêu chính trị, leo lên các vị trí chức vụ cao, sẵn sàng chạy dưới mọi hình thức để dễ bề kiếm chắc trong công việc. Ngoài mặt thì họ tỏ ra tích cực trách nhiệm, nhưng đằng sau đó, họ lại làm cho xong việc, làm cho có, cốt đánh trống ghi tên. Khi gặp khó khăn, người có lối sống thực dụng thường dễ thoái chí, bản lui, không dám làm, tìm cách đùn đẩy, co cụm sống trong khoảng an toàn khi có thành tích thì tranh công khi có khuyết điểm thì tìm cách đổ lỗi không dám nhận trách nhiệm về mình thậm chí người có chức vụ quyền hạn đã dung dưỡng bao che cho sai trái tiêu cực từ đó tạo ra những nhóm lợi ích để trục lợi trong ứng xử người có lối sống thực dụng chỉ chú tâm vào mối quan hệ đem lại giá trị cho họ các mối quan hệ có giá trị lợi dụng càng lớn thì càng tỏ vẻ chặt chẽ thân thiết. Trong những dịp được gặp gỡ trò chuyện với các thế hệ đảng viên đi trước, khi được hỏi về lối sống thực dụng hiện nay, các bậc tiền bối đều cảm thấy lo lắng về tác hại của lối sống này đối với cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ đảng viên trẻ. Nhiều đảng viên lão thành từng cảnh báo rằng, nếu cán bộ đảng viên có lối sống thực dụng sẽ rất nguy hại với tổ chức, với sự nghiệp cách mạng của Đảng, làm giảm uy tín, hình ảnh của cán bộ đảng viên trong lòng nhân dân phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 4 khóa 13, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ. Nguy hiểm nhất là sự phai nhạt lý tưởng cách mạng, không kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, mơ hồ, dao động, thiếu niềm tin, nói trái, làm trái quan điểm, đường lối của Đảng, xa suốt về ý chí chiến đấu, thấy đúng không dám bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh, thậm chí còn phụ họa theo những nhận thức quan điểm sai trái lệch lạc, không còn ý thức hết lòng vì nước vì dân, không làm tròn bổn phận, chức trách được giao. Yếu tố tác động gây ra tính chất nguy hiểm trên đều có sự góp mặt của lối sống thực dụng đã và đang hiện hữu trong một bộ phận cán bộ Đảng viên. Lối sống thực dụng bắt đầu hình thành từ trong tư tưởng, nhận thức đến một giai đoạn nhất định nó sẽ được thể hiện thông qua hành động của chủ thể. Từ chỗ cán bộ đảng viên sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân cho lợi ích của đảng, của dân tộc. Khi bị tác động bởi lối sống thực dụng, nếu không có sự chui rèn đạo đức lối sống, có người bắt đầu xuất hiện những tư tưởng đắn đo giữa lợi ích chung và lợi ích riêng, giữa cống hiến và hưởng thụ, từng bước tạo ra sự chuyển hóa từ bên trong, khiến cho người mang lối sống này không còn là chính họ của ngày hôm qua muốn hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ của mình và góp phần vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đảng cán bộ đảng viên phải thật sự gương mẫu về mọi mặt nhất là về đạo đức lối sống cán bộ đảng viên thấm nhuần đạo đức cách mạng thì lối sống thực dụng sẽ không có cơ hội phát sinh phát triển bởi vì đạo đức cách mạng là gốc là nền tảng là thước đo phẩm chất của người cách mạng đạo đức cách mạng là bài thuốc hữu hiệu đặc trị vi trùng độc hại lối sống thực dụng để diệt tận gốc vi trùng độc hại này phương thức tối ưu nhất đó là cán bộ đảng viên phải thường xuyên tu dưỡng rèn luyện nâng cao đạo đức cách mạng tích cực đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh cán bộ đảng viên phải nhận thức sâu sắc rằng đảng không phải là nơi để tham quan tiến chức để phát tài vào đảng là để phục vụ nhân dân phục vụ giai cấp đảng viên phải trở thành người con hiếu thảo của tổ quốc của giai cấp Điều quan trọng nhất là cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp nói phải đi đôi với làm, nêu gương về đạo đức. Đây là hành động cơ bản thể hiện phẩm chất đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên. Thực tế trong Đảng ta hiện nay có không ít cán bộ đảng viên nói không đi đôi với làm, nói và làm có những khoảng cách, thậm chí trái ngược nhau. Không ít quan chức tự cho mình cái quyền được nói làm những điều tôi nói, không được nói điều tôi làm thậm chí có người rất hay lên mặt giao giảng dạy đỗ người khác bằng những từ đại ngôn hoa mỹ nhưng hành động việc làm lại trái những nguyên tắc của đảng thậm chí còn làm ô danh đảng chúng ta được sống trong hòa bình có cơ hội phát triển toàn diện những thành tựu to lớn của đất nước hôm nay đã được viết bằng máu và nước mắt của biết bao thế hệ người việt nam yêu nước của lớp lớp cán bộ đảng viên kiên trung với lối sống cao đẹp một lòng một dạ phụng sự tổ quốc phục vụ nhân dân. Vì vậy, rèn luyện và nâng cao đạo đức cách mạng, tận trung với nước, tận hiếu với dân, làm mọi việc để góp phần cho nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc là lương tâm, bổn phận, trách nhiệm, nghĩa vụ của thế hệ cán bộ, đảng viên hôm nay. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bài viết của tác giả Chu Xuân Đại Thắng đăng trên báo Quân đội Nhân dân Điện tử có tiêu đề Đấu tranh đẩy lùi lối sống thực dụng trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Tiếp theo chương trình là phần trích bài viết của tác giả Chu Khoan Thiện, đăng trên tạp chí xây dựng đảng điện tử có tiêu đề Tư tưởng Hồ Chí Minh về rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Sinh thời, Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến xây dựng đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên. Theo người, đạo đức là cây gốc của người cách mạng. Không có đạo đức cách mạng, không lãnh đạo được nhân dân. Người chỉ rõ cũng như sông chỉ có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng, không có đạo đức cách mạng thì tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân. Quan điểm của bác là sự kế thừa có chọn lọc những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc và quan điểm của chủ nghĩa Mark Lenin. Hồ Chí Minh khẳng định, nói tóm tắt thì đạo đức cách mạng là quyết tâm suốt đời đấu tranh cho đảng, cho cách mạng. Đó là điều chủ chốt nhất. Đạo đức ấy được thể hiện ở các phẩm chất chung với nước, hiếu với dân, yêu thương con người, cần kiệm liêm chính, trí chí công vô tư, tinh thần quốc tế trong sáng. Những phẩm chất đó có mối quan hệ tác động qua lại biện chứng với nhau thiếu một phẩm chất thì người cán bộ đảng viên không thể làm tròn nhiệm vụ do đảng, nhân dân và cách mạng giao phó. Trong những phẩm chất đạo đức ấy, phẩm chất cần kiệm, liêm chính, trí công vô tư là một phẩm chất đặc biệt quan trọng gắn liền với hoạt động hàng ngày của mọi cán bộ, đảng viên. Theo Hồ Chí Minh, cần là cần cù, siêng năng, chăm chỉ, ham lao động, ham học hỏi, cầu tiến bộ, trong mọi công việc phải luôn cố gắng tìm tòi sáng tạo, làm cho bằng được, lao động với tinh thần độc lập, tự lực, khoa học và có kế hoạch, làm việc với tinh thần luôn đặt lợi ích của dân tộc, của đảng lên trên lợi ích cá nhân. Bác chỉ rõ, kẻ địch của cần là lười biếng, người lười biếng thì công việc dù dễ dàng đến mấy cũng không hoàn thành. Người cán bộ đảng viên ham chơi, lười biếng, không thu hút, lôi cuốn, tập hợp được quần chúng, không lãnh đạo được nhân dân dẫn đến không làm tròn được nhiệm vụ cách mạng giao cho kiệm là tiết kiệm trong lao động tiết kiệm thì giờ tiền của phải tiết kiệm từ cái to đến cái nhỏ không xa xỉ không hoang phí không bừa bãi không phô trương hình thức tránh trẻ chén lưu bù liêm là luôn luôn tôn trọng giữ tiền của công không xâm phạm một đồng xu hạt thóc của nhà nước của nhân dân phải trong sạch không tham lam, không tham địa vị, không tham tiền tài, không tham sung sướng, không ham người tân bốc mình. Vì vậy mà quang minh chính đại không bao giờ hủ hóa. Về trí công vô tư, người chỉ rõ, khi làm bất cứ việc gì cũng đừng nghĩ đến mình trước, khi hưởng thụ thì mình nên sau, phải lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ. Đối lập với trí công vô tư là dĩ công vi tư đó là điều phải đấu tranh chống lại người giải thích trước nhất là cán bộ các cơ quan các đoàn thể cấp cao thì quyền to cấp thấp thì quyền nhỏ dù to hay nhỏ có quyền mà thiếu lương tâm là có dịp đục khoét có dịp ăn của đút có dịp dĩ công vi tư cần kiệm liêm chính trí công vô tư có quan hệ mật thiết với nhau hồ chí minh coi cần kiệm như hai chân của con người phải đi đôi với nhau. Cần mà không kiệm, chẳng khác nào gió thổi vào nhà trống, nước đổ vào cái thùng không đáy, làm chừng nào sao chừng ấy, rốt cuộc không lại hoàn không. Còn kiệm mà không cần thì sản xuất được ít, không đủ dùng, không có tăng thêm, không có phát triển. Cần kiệm liêm chính là bốn đức của con người. Thiếu một đức thì không thành người, cũng như trời có bốn mùa, đất có bốn phương, thiếu một mùa thì không thành trời thiếu một phương thì không thành đất tư tưởng hồ chí minh về rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ đảng viên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với công tác xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên và công tác xây dựng đảng trong giai đoạn hiện nay việc giáo dục rèn luyện đạo đức cách mạng theo tư tưởng hồ chí minh ở các cơ quan đơn vị phải được tiến hành thường xuyên liên tục kết hợp chặt chẽ các biện pháp tuyên truyền giáo dục với biện pháp hành chính xử lý kỷ luật nghiêm minh tăng cường đấu tranh chống lại những biểu hiện suy thoái về chính trị tư tưởng đạo đức lối sống những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ giữa xây và chống không được tuyệt đối hóa mặt nào hoặc xem nhẹ mặt nào trong khi kết hợp chặt chẽ với hai yếu tố đó cần coi trọng tăng cường công tác giáo dục động viên thuyết phục xây đi đôi với chống yêu cầu mỗi cán bộ đảng viên cần phải thường xuyên tự soi mình tự sửa đánh giá đúng những ưu điểm khuyết điểm của bản thân và tìm biện pháp khắc phục sửa chữa. Coi đó là công việc như rửa mặt hàng ngày để gột lửa làm sạch những vết bẩn, những hạn chế, thiếu sót, chủ động rèn luyện đạo đức của người cán bộ, đảng viên. Theo Hồ Chí Minh, đạo đức cách mạng phải qua đấu tranh rèn luyện bền bỉ mới thành. Người khẳng định, đạo đức cách mạng không phải ở trên trời xa xuống, nó do đấu tranh rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và củng cố cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong. Việc giáo dục rèn luyện đạo đức cách mạng phải được tiến hành thường xuyên liên tục mọi lúc mọi nơi. Cán bộ đảng viên giữ cương vị càng cao càng phải tích cực liên tục học tập rèn luyện trau dồi đạo đức cách mạng. Khi gặp việc thuận lợi không tự cao tự đại, thỏa mãn dừng lại, khi gặp việc khổ việc khó thì không chùn bước, dám nghĩ, dám làm. Thực tiễn cho thấy, có nhiều cán bộ, đảng viên giữ cương vị lãnh đạo, quản lý cấp cao trong lúc gian khổ, không sợ nguy hiểm, cực khổ, có công với cách mạng, song đến khi có quyền hạn trong tay, nảy sinh kiêu ngạo, xa xỉ, phạm vào, tham ô, lãng phí, quan liêu, trở thành người có tội với cách mạng. Chương trình hôm nay tạm dừng ở đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.